coi tâm lô hay là đèn mặt đồng hồ hay là đèn báo chỉ số vân 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 vân, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ đi vào cái chỗ phân tích một số mạch điện ở trên trong hệ thống đèn chiếu sáng. Thì mình hôm nay mình sẽ đi cái mạch đầu tiên là hệ thống đèn dầu. Đây, trên đây là mình có một cái mạch của đèn dầu. Trước khi đi vào phân tích cái mạch điện nào thế là mình phải tìm hiểu cái mạch điện này tổng quan nó cấu tạo ra sao. Ví dụ như cái mạch điện này thì gồm những cái gì, chẳng hạn như là đầu tiên là mình quan tâm đến vấn đề là đây là cái hệ thống đèn cầm trước. Đèn trước này nó có hai đèn cầm, đèn trước và đèn sau. Nên loại này thích hợp có PCM, clip PCM, nghĩa là con này là có hộp PCM. Đấy, và đây cái IP dạng block này là cái hộp bố trí trong xe. Trong xe nó cũng có cái con relay này, relay còn đúng không? Con relay này, cầu chì này. Con relay này, cầu chì. Đúng không? Đây mình sẽ dùng cái chuột laser này. Này chị này, đây không có anh dưa le này, đấy cổ chì này. Tay làm suy này,
công an ở đây là họ thực hiện theo cái gọi là cái tín hiệu gọi là tín hiệu full up hay full down anh em. Chuẩn đoán là cái hệ thống này
nguyên lý của nó, chẳng hạn như là đèn cầm sáng là chúng ta sẽ can thiệp trực tiếp vào mạng gen điều khiển lệnh. Đây người ta gọi là lệnh step test xem là con dơ le này ép nó buộc vào đồng khi không công tắc thì là nó sẽ sáng được. Ta test cái bút của máy ấy. Đúng không chị? Là không có công tắc nữa, không cần phải bật đèn tai, mình chỉ cần bật có điện thôi, là mình chỉ cần dùng máy mình chỉ can thiệp trực tiếp vào mạng gen, nó bật on lên xem trên đồng hồ tablo này có sáng không và đèn ngoài có sáng không. Nếu mà trên đồng hồ tablo mà sáng rồi mà đèn ngoài này không sáng thì chúng ta phải kiểm tra từ đâu, từ cầu chì, từ dơ le tại cái điểm này ra đây đã xuất phát ra đây chưa, đã có đèn là dây dẫn, cái mắt vân vân, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có những phương án lên những phương án để chuẩn hóa và sửa chữa. Mạch này em còn cái gì hỏi không nhỉ? Mình sang mạch bên nhé. Đây là mạch ở đằng sau. Đó, rìa fora với loại cơ ở bốn cánh cửa, với loại xe bốn cánh cửa. Con này là con chân các bạn. Không phải là
Quay lại bài nhé, anh em ai phân tích được cái sơ đồ này nhỉ? Qua chân tay
xe là sẽ hiểu là lái xe đang có nhu cầu bật đèn để đầu. Đấy, nhưng mà nó chưa hiểu là cần bật cốt qua, nó phụ thuộc vào các cái điểm này, anh em hiểu không? Nếu cái tiết điểm này là lúc nào một ở vị trí lao, hai là vị trí hai, cho nên là khi mà ở vị trí lao là như nào, vị trí lao là ở cái điểm hết lao hai suýt này không được đối mát thì là nó đang hiểu là ở đèn chế độ cốt, đèn lao gọi là đèn lao đấy. Còn nếu mà nó được đối ở vị trí chân này được tiếp mát tại ở cái điểm này thì nó sẽ hiểu là bật đèn pha đèn hai, anh em hiểu không? Khi đấy nó sẽ xuất ra tín hiệu tương ứng, đúng không? Tương ứng là ra A hay ra B và chuyển tín hiệu qua mặt ken, ken này lên đồng hồ của tơ ở sáng là đèn IB này, là khi mà nó đèn, có một số đèn, có một số xe là cả đèn pha là đèn cốt nó sẽ đèn báo, có một số xe chỉ đèn báo đèn pha, đúng không? Anh em hiểu không? Còn cái chế độ gọi là nháy pha là như nào? Nháy pha là cái chế độ pass ấy, thì là nó không quan tâm đến cái thằng này nó có được cấp pass hay không. Đấy, không quan tâm thằng này được cấp pass hay không. Nó chỉ quan tâm đến cái chân pass này. Đấy, hết control làm hết đạp control này. Cái chân này là chỉ được gọi là nối mát đấy, là một cái xe đang hiểu là đang lái xe đang cần nháy pha. Nháy này là nếu mà mình cứ giữ dính luôn thì là nó sẽ sáng liên tục, nhả ra là nó tắt, ngon, và cũng chuyển tín hiệu lên đồng hồ. Điều kiện cần đủ của cái hệ thống này là chìa khóa phải on, ngon. Còn cái mạch đầu tiên này thì nó là rất đơn giản, nó chỉ cần có tín hiệu đây, có tín hiệu bên kia một là đọc pha, hai là đọc cốt qua chân A và chân B ấy, sẽ đọc trong bên này đấy. Đúng không? Nếu là đóng ở A thì là lao hay là hai là lao, đúng không? Nếu đóng ở A thì là nó đang hiểu đóng ở chế độ là cốt, nếu đóng ở B thì nó sẽ đang hiểu là đóng ở chế độ pha, thì điều kiện. Đấy, cái hộp này thì dưa le này nó nằm ngoài hộp cầu chì, với cái mạch này nó ngoài hộp cầu chì ngoài khoang động cơ, đúng không? Còn đây là cầu chì trong xe, cầu chì IP này là cầu chì xe, IP dập sần lót là một IP, PVC này lót là cầu chì ngoài đầu xe, ngoài khoang động cơ, đúng không? Đây là đèn pha bên lái và bên phải. Hai kim lắp này, đây hai kim lắp này. Còn điểm A với điểm B này là được nối ở từ cái mạch bên này sang. Đây, đúng không? Đây. Anh em hiểu cái nguyên lý của nó chưa? Chiến hiểu không? Rồi, mình sẽ vào phân tích cái đầu tê cha này, cụ thể một con. Con này nó lại khác cái mạch của con đấy. Con này nó dùng một smart lock block. Đấy. Nó cũng tương tự thế thôi. Đấy, có hai mạch. Cái chữ WOB partition này không có. Đấy. Function này mình hiểu như là chức năng, một số chức năng. B này là cái bi đèn này, anh hiểu không? Con này cái bi đèn này. Lặng. Chức năng bi không có, không có bi. Không phải đèn bi, không phải loại đèn bi đấy. Đấy, anh em dễ hiểu. Đây không phải loại đèn bi. Đó.
Đây cái mạch này điều khiển bằng con Ajisu. Đấy. Điện nào và điện hai tương ứng. Nhưng mà nó có một cái hay nữa là có một cái tín hiệu. Có tín hiệu gì đây? Anh em nhìn tín hiệu gì đây? Cái tín hiệu này rất quan trọng. Nếu mà anh em không hiểu nó là mình cái tín hiệu này mình nói đơn giản như là nếu mà khi mà xuất hiện ra đèn ngoài này mà nó mà đèn không sáng hoặc nó rơi thì lý do thì không sáng. Đấy. Tín hiệu gửi về đây sẽ gửi về đây là đèn không sáng. Theo mình hiểu là kiểu như là nếu mà nó sẽ báo có là cháy có tóm lại là sáng sáng cháy có này đây chẳng hạn như là mình bật đèn tai đi, bật đèn tai em mát các con đến đây đúng không, tai lên đây nối vào đây đấy, xong bắt đầu nó về qua một con điện trở 1 kΩ về đây lại qua cái 580 kΩ về đây sẽ được một dòng, ví dụ như là dòng 1V đi thì là khi bật 1V đây là nó hiểu là bật đèn tai đấy đúng không, nhưng mà khi mà bật đèn hết lam đèn đầu này nó không phải là 1V nữa mà là 0.01V chẳng hạn đấy, tại vì nó qua một con 3.9 kΩ nữa, có nghĩa là dòng nhỏ hơn nữa. Còn nếu mà bật thì một cái dòng điện nó không qua điện trở này nó ra một cái dòng mát cao hơn, đấy, nó chỉ qua một con 580 kΩ thì là nó hiểu là đang ở chế độ auto. Anh em hiểu không? Đấy, khi mà có khi một cái này nối ở vị trí dimmer này. Thì nó hiểu là đang bật đèn gì? Đèn cốt đèn pha. Đèn pha đúng không? Tại vì hết ra này là lên phải này bật lên là nó sẽ đưa ra tín hiệu của đèn đầu. Đèn cốt là tín hiệu phần này sang. Còn đèn nháy pha ở đây khi nối sang đây. Đấy. Đúng không? Whipper line là gì anh em?
sáng, like vào, đúng không? Có nghĩa là gạt mưa của đèn này, gạt mưa của đèn pha. Smart GBLS, SCB,
smart Samsung lắm. Cái bản chỉ là bản đồ đi đường. Ông cục trí thông minh ấy thì nên chạy. Bên cái này cục trí ở ngoài đầu xe. Ông cục trí thương, ông dơ le cắm này. Dơ le kia, con dơ le này thể hiện anh em để trong sơ đồ mình phần lớn là những sơ đồ mà có những con dơ le mà có biểu tượng những chân này. Thứ nhất là những cái vị trí chân 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 này hay là chân đeo tư này là con dơ le này có thể rút ra được, thay thế được. Còn gì hỏi nữa không? Thế anh dừng ở đây nhé. Hôm sau họ là chuẩn đoán.